các bạn. Lần đầu tiên mình kể chuyện đi thăm mộ má của mình và đã thấy những gì. Có sợ hay không? Không biết. Mãi đến bây giờ phải nói rằng là lâu lắm rồi mình không có ra thăm mộ nữa. Lý do tại sao? Và lý do gì không cho mình đi? Mình sợ hay là mình không sợ? Trong câu chuyện ngày hôm nay mình kể là những gì mình thấy. Tin hay không tin, có thật hay không có thật thì cũng tùy theo mỗi người. Nhưng đây là những gì mình thấy được và cũng đã kể cho ông xã mình nghe. Sau khi nghe những câu chuyện mình kể lại thì ông xã không có muốn mình đi ra mộ nữa. Mà những người ở trong nhà hoàng cũng nói bởi vì đây là một cái nơi không nên ra. Tại sao? Bây giờ mình sẽ kể. Câu chuyện bắt đầu vào cái năm 2014. Đó là cái năm mà má mình đã qua đời. Trong cuộc sống, nếu như mình biết trước những chuyện gì xảy ra với người thân của mình thì có lẽ tốt hơn. Hay là không nên biết tốt hơn. Câu chuyện của mình cũng như má là một cú sốc rất là lớn đối với mình, không thể nào chấp nhận được. Vì vậy cho nên những ngày tháng qua mình đã trải qua rất là nhiều. Mỗi buổi sáng thức dậy từ thành phố Gilroy, California đi xe bus, đoạn đường là 3 chuyến xe. Trên tay của mình thì lúc nào cũng cầm những bó bông, những bó bông mà má mình rất là thích. Đó là calali màu trắng. Mùa thu là một cái mùa phải nói là lá vàng rơi. Khi đi đến Úc Hiêu, đoạn đường từ ở ngoài cổng đi vào mộ má của mình không xa lắm, nhưng chung quanh tất cả đều là mộ. Nhìn cảnh vào sáng sớm là sương mù. Sương mù mịt mù, chỉ thấy đâu thoáng thoáng xa xa. Càng đi tới thì mình mới thấy được những cái mộ, còn nếu không sẽ không thấy gì hết. Đến mộ má rồi đó, thì nói với má con đã đến rồi. Trải những tấm ra, rồi ngồi xuống, cắm bông, đốt nhang, nghe kinh niệm Phật. Rồi nhìn chung quanh thì không thấy ai hết, bởi vì mới có 8 giờ sáng. 8 giờ sáng thì sẽ không thấy bất cứ một ai. Lâu lâu á thì thấy mấy anh làm việc ở trong Úc Hiêu lái xe đi vòng vòng, rồi sẵn sàng dựng lên những cái ghế, những tấm che, rồi những chiếc xe cuốc lên những mảnh đất. Khi thấy những mảnh đất đã cuốc xong rồi, trải một tấm thảm giả lên trên. Như vậy là hôm nay sẽ có người nằm xuống lòng đất này. Nhìn xa xa thì lại thấy có rất là nhiều anh chị cũng đã đi bộ vòng vòng, dắt người đi chỉ những mảnh đất để mua hay là những cái nơi để cho cốt. Đó là những gì mà mình đã thấy từ sáng, chiều và tối. Mỗi ngày là như vậy đó. Cứ đi ra rồi đi về. 7 giờ sáng cho tới 4-5 giờ chiều. Có những lúc mình đã đứng dậy đi về rồi, nhưng không thể nào về được, rồi quành trở vô, ngồi xuống nói vài câu. Thôi con đi về, má hãy để con đi, ngày mai con sẽ ra trở lại. Những mảnh đất chung quanh tất cả là những ngôi mộ quan. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm. Úc Hiêu là một mảnh đất phải nói là hơn 200 năm rồi. Có rất là nhiều ngôi mộ mà không có người thân đến. Mỗi khi mình ra đó thì thấy có nhiều cái mộ bia đất đã thủng xuống, nước tràn vào, bởi vì đó là mùa mưa. Và đây là một cái nơi mà má mình đã được an nghỉ, mỗi ngày đều ra đây ngồi. Sau lưng cũng là những nấm mộ, có một cái fountain. Đến mùa hè đó thì người ta cho nước để chảy xuống nghe tít tắt, còn mùa đông thì tắt hết, im lìm. Những hàng cây lá vàng rơi, tiếng gió hiu hiu, lạnh lạnh. Đến mùa mưa
thì tất cả những cái mộ nào mà đã thủng đất, bị nước mưa che lấp, mình lại lấy những cái ly múc hết những cái nước ra, rồi đứng nhìn người này đã sanh vào năm nào, mắc vào năm nào, như vậy là đã được bao nhiêu năm rồi. Mình chỉ gật đầu. Sau đó thì nhìn qua những cái mộ khác cũng như vậy. Khi ra đến đó thì lúc nào mình cũng sẽ đốt nhang cho má của mình nè, rồi đốt nhang cho những người chung quanh. Có những lúc những cái bông mình đem ra đó, mình cũng cắm bông cho những người đó. Và cứ nghĩ rằng những nấm mộ này đã bao nhiêu lâu rồi không có người thân. Khi ngồi xuống cắm cho má những bình bông, bông tươi, lúc nào cũng là bông tươi. Và đây là những ngôi mộ mà không ai đến thăm. Đất trũng xuống, cỏ, mùa hè thì héo khô, mùa đông thì xanh tươi. Đây là bức tường ngăn ở ngoài cũng như ở trong. Mình ngồi ở đây mỗi ngày, ngó ra hướng đường và nhìn những hàng cây. Ngày nào cũng như vậy, sương mù, nắng ấm, mùa hè thì dĩ nhiên mình sẽ không thấy những cảnh này. Nhưng mùa đông lạnh thì có lẽ là không ai dám ra đây đâu, nhưng mình thì dám đó nha. Khi ra đến rồi đó, thì trải một cái khăn hay cái mền, rồi đốt nhang, nhưng không có cắm bông, bởi vì phải thay nước. Sau đó thì mình đứng lên, mình nói với má, con lại đằng kia lấy nước rồi quành trở lại. Rồi mình đứng lên cầm cái thùng nước, từ ở cái mộ má mình á, đi đến cái vòi nước để lấy nước đó, không có xa, gần lắm. Mỗi khi mà đi lấy nước như vậy đó, mà mình bước đi thì lúc nào cũng sẽ nhìn xuống, cố gắng là không có đi lên trên những cái mộ, đi xa xa một chút. Có những lúc mình đi ngang có những cái mộ đó có nước thì mình sẽ nhớ là một lát đó mình sẽ quành lại đây, rồi lấy cái ly múc hết nước ra. Cứ như vậy đó, không biết tại sao mình cứ làm như vậy. Thì bỗng nhiên mình thấy có một cái ông đó, mình hết hồn. Mình nhìn ông mặc một bộ đồ xám xám, cái quần dài, còn cái áo cũng vậy nữa, là cái áo xám xám. Cái khuôn mặt thì cũng không có già lắm đâu. Tóc thì cũng hơi nâu nâu đen đen. Mình nhìn. Rồi ông hỏi mình như thế này: cô có biết ai bán đất ở đây hay không? Ông nói tiếng Anh nha. Mình lắc đầu. Mình nói không, tôi không biết ai bán đất hết. Nếu mà ông muốn mua đất đó, thì ông đi vào cái văn phòng ở đằng kia đó, ông hỏi, người ta sẽ giúp ông. Ông hỏi mình, ngày nào cũng ra đây hả? Mình nói, đúng rồi, ngày nào tôi cũng ra đây thăm má của tôi. Ông hỏi mình, ngày nào cũng đốt nhang cho mấy người này hả? Mình nói, đúng rồi. Ông nói, tại sao mấy cái mộ này đó cô không đốt? Mình nói là tại vì những cái mộ chung quanh má tôi gần hơn, còn nếu mà tôi đi tới đây đó thì nó hơi xa. Ông nói là mai mốt có đốt á thì cũng phải đốt ở đây nha. Mình ngơ ngẩn, mình gật đầu. Rồi cái mình đi. Mình nhớ rõ ràng là như vậy. Nhưng mà lúc mình vừa đi đó thì mình ngơ ngơ ngác ngác, mình quay trở lại. Không thấy nữa. Không thấy ông nữa. Mình hết hồn. Mình đứng. Rồi mình nghĩ, không lẽ nãy giờ mình thấy cái gì đó hay sao? Rồi mình đi lấy nước, rồi quành trở lại. Mình không nghĩ gì hết. Ngồi xuống, nói với má, hồi nãy có cái ông đó, ông hỏi con á là tại sao con đốt nhang á mà không đốt cho những người đằng kia, mà chỉ đốt ở đây thôi. Mình chỉ nói với má như vậy thôi. Rồi lại nhìn chung quanh của mình không có ai hết. Rồi thôi mình không nghĩ gì hết. Đi về. Đó là một ngày mà mình đã thấy được. Rồi sau đó, tiếp tục những ngày kế tiếp cũng là như vậy.
Mình cũng ngồi xuống. Mộ của má đốt nhang. Đây là bức tường ngăn giữa cái mộ của má mình và ở trong. Và đây là cái đoạn đường mà lúc nào mình cũng đi ngang để qua bên kia lấy nước. Tất cả những ngôi mộ ở đây là những ngôi mộ rất là nhiều năm. Những ngôi mộ mà mình thấy được có những bình bông, đó là những ngôi mộ mới. Còn nếu không thì sẽ là những ngôi mộ quan. Một lần thứ hai, mình cũng ngồi ở dưới mộ của má nè, rồi nói chuyện, nghe tụng kinh. Thì nhìn sau lưng bức tường, hết hồn, thấy có một cái ông đó. Ông ngồi mặc cái áo trắng, ngắn tay, một cái quần trắng. Mình nhớ không lầm là đó là cái quần đùi, chứ không phải là quần dài. Nhưng hai cái chân của ông á, thì ở trong cái vách tường. Ở trong cái vách tường nha. Ông cười, rồi mình cũng gật đầu, cười lại với ông. Lại hỏi mình một câu, ngày nào cũng ra mộ hả? Mình gật đầu. Và hỏi mình rằng, có biết ai bán đất hay không? Mình nói, không, tôi đâu có biết. Ông nói rằng, cái mộ ở đây á, là vợ của tôi. Con của tôi á, nó mua miếng đất ở bên kia kìa. Nhưng tôi không có thích, tôi muốn ở đây nè. Mình nói, tại sao vậy? Tại sao con của ông không mua hai miếng đất cùng một lúc? Ông gục đầu xuống không trả lời. Lúc bây giờ thì mình quay qua mộ của má, nhìn mộ rồi quay ngược trở lên thì hết hồn, không thấy ông nữa. Mình nhìn chung quanh, nhìn hết chung quanh. Không lẽ ông đi gì mà nhanh vậy? Ông mới ngồi đây mà, mình mới vừa nói chuyện với ông, xoay qua má rồi quay trở lại, thì làm sao ông có thể đi xa được như vậy? Từ ngay cái mộ của má mình mà đi ra khỏi cái mảnh đất mộ có cái đường nhỏ để người ta lái xe, cũng phải 5 phút mới ra khỏi hết cái mảnh đất mộ này. Lúc bây giờ mình cảm thấy lạnh lạnh trong người. Rồi nói với má, thôi bây giờ con đi về, trời cũng sắp sửa tối rồi. Đứng dậy, xếp mền, bỏ đồ vô cái giỏ, rồi mình đứng dậy đi. Nhưng không hiểu sao mình không có đi được. Cứ nhìn lại cái chỗ hồi nãy ông đó ông ngồi. Mình quay qua, mình nói với má, con đi về. Nhưng lại không đi được, không biết lý do gì, không có đi được. Mình lại bước lại cái chỗ đó, nhìn vào trong, thấy được những cái mộ. Những cái mộ mà mình thấy không phải là mộ mới, mà những cái mộ đã chôn rất là nhiều năm, 60-70 năm rồi. Những cái bình bông ngã xuống, cỏ thì có chỗ này xanh, chỗ kia thì khô héo. Lúc bây giờ thì mình không có đi vô trong đó. Mình cứ đứng nhìn. Rồi một hơi mình lại đánh một cái vòng đi vô trong. Nhìn cái mộ đó, biết được ngày nào, tháng nào, xanh và đã mắt. Có một cái tên phải nói rằng là nó mờ lắm, mình không có thấy rõ. Thì mình mới đốt 3 nén nhang. Mình giái. Mình giái rằng là thôi, cho tôi đi về. Hôm nào tôi hoành ra rồi sẽ đến đây đốt nhang cho ông. Đi ngang mộ má một lần nữa, con đi về, ngày mai con sẽ ra. Từ cái mộ của má mình đi đến khoảng 5 cái mộ, cũng là cái chỗ mà mình đã thấy được một cái ông đó. Mình nhìn xuống cái mộ đó, thì cái mộ bia đã trũng xuống và có rất là nhiều nước. Lúc bấy giờ mình cũng ngừng lại, lấy cái ly múc hết nước ra. Rồi mình đốt cho 3 nén nhang. Mình đi bộ ra đường, đón xe bus đi về. Qua bữa sau mình đi ra trở lại. Cũng là như vậy, đi tới, nhìn xuống cái mộ, gật cái đầu, tụng kinh. Đi đến má, rồi đốt nhang cho má, đốt nhang cho những cái mộ kế bên, rồi lại đốt nhang cho cái ông mặc bộ đồ trắng ở sau bức tường.
Cứ như vậy mình làm, không bao giờ quên. Có những lúc mình nghĩ rằng ở đây là một cái nơi mà mình chưa bao giờ ra. Thấm thoát đã bao nhiêu năm rồi, cứ như vậy đó, không bao giờ quên đốt nhang cho những người mà mình đã thấy, nhưng không bao giờ biết sợ là gì. Lại một hôm, cũng ngồi ngay cái mộ của má nè, nghe đâu có hai tiếng người đàn bà nói chuyện, cứ lăn lẳng bên cái tai của mình, không nghe rõ hai người đó nói gì. Mình nhìn chung quanh cũng không có thấy ai hết, nhưng tại sao mình nghe được tiếng người nói? Thế thì mình đứng lên để nhìn xa xa coi có ai đi bộ hay không, có ai nói rồi mình nghe được hay không. Không, thì mình nhìn vào cái hướng bên kia, đó là bức tường mà những cái mộ gọi là mộ chôn ở trong đó, hoặc là những cái tro người ta để ở trong những cái hộc. Thì mình càng đi tới thì càng nghe tiếng nói lớn hơn. Và khi mình nghe như vậy, mình có hiểu hay không? Có nghe được người ta đang nói gì hay không? Hoàn toàn là không. Thì lúc bấy giờ, có một cơn gió rất là mạnh và mưa rơi tích tắc. Và cũng trong lúc đó, nghe tiếng xe kêu tít tít, mình quay đầu trở lại. Thì thấy được cái ông mà mỗi ngày đều lái xe chạy vòng vòng ở trong Út Hiệu ngừng lại hỏi mình đi đâu vậy. Mình nói tôi nghe có cái tiếng hai người đàn bà nói chuyện ở trong đó, mà tôi không biết là hai bà đó nói cái gì, tôi chỉ nghe thôi, cho nên cũng muốn vô đó xem thử coi có ai ở trong đó hay không. Ông nói với mình không có đi vô trong đó, mày đi về đi, đừng có ở đây nữa. Rồi mình cũng nghe lời ổng, lại mộ của má mình ngồi một chút, rồi nói má ơi con đi về, trời đang chuyển mưa. Thế thì mình cũng đốt nhang như mọi bữa, đốt cho cái ông ở trong cái chỗ mà ổng ngồi đó, mặc bộ đồ trắng. Rồi bước ra đi năm cái mộ lại đốt nhang cho cái ông đứng hỏi đất mùa ở đâu. Rồi như vậy là vẫn đón xe bus đi về. Thấm thoát một tháng trôi qua, những gì mình đã thấy trong những ngày tháng. Thì có một hôm mình ngồi ngay mộ của má, thì có một cái ông ở trong Út Hiệu đi ra. Ông lại gật đầu và chào mình, hỏi tới bây giờ mà vẫn còn ra thăm mộ má hay sao. Mình nói tôi không biết, nếu ngày nào tôi có thể ra đây thì tôi ra, còn nếu ngày nào mà tôi không ra được nữa thì có lẽ ông sẽ không thấy tôi. Ông nói rằng mọi thứ thì ai cũng vậy, có những lúc mình thấy cái người đó rồi lại không thấy. Ông hỏi mình có nhớ ông Alfredo không. Mình nói tôi biết chứ, ngày nào mà tôi ra đây đó mà trời nắng đó là ông ra để ông che dù cho tôi nè, rồi ông còn đưa nước cho tôi uống nữa mà. Mình hỏi lâu rồi tôi không có thấy, ông không còn làm nữa hay sao. Ông không trả lời, rơi nước mắt. Ổng đi rồi, ổng đi cách đây cũng 2-3 tháng rồi. Mình nói ổng không làm ở đây nữa hả? Ổng đi đâu, ổng làm sao? Ổng nói không, ổng chết rồi. Khi mình nghe được như vậy, mình không biết phải nói như thế nào. Mình mới nói rằng là cách đây 2 ngày tôi thấy ổng, tôi đi bộ lại chỗ kia, ổng bóp kèn, ổng nói với tôi đó là đi về đi. Ổng nói không, ổng đã chết rồi, chết đây mấy tháng rồi. Lúc bây giờ mình cũng nói với má, má ơi ông Alfredo cũng đi rồi. Như vậy là những ngày kế tiếp con ra đây đó, sẽ không có người dựng liều cho con nè, không có người đem nước cho con nữa đâu. Nghĩ một điều, những người mà mình đã thấy đó, thật sự là người hay là ma? Ma thì đâu có thể ban ngày, ma có thể vào ban đêm hoặc khi mình ngủ. Cái ngày đó mình làm cái gì đó mệt quá, rồi tối mình ngủ là mình thấy những cái đó. Tại sao mà những người đó cho mình thấy trong chốc lát rồi không còn thấy nữa? Và những cái mộ đó, mỗi khi mình đi ra là đều phải đến đó để đốt nhang, không thể nào quên được. Từ đó về sau,
Mỗi khi mình ra mộ đó, mình cảm giác như là chung quanh mình có rất là nhiều. Nhiều người lắm, chứ không phải một mình. Người đứng, người ngồi, người đi bộ, người chạy. Đó là những gì mình nghĩ trong đầu. Và cũng lúc đó mình nói với má rằng: má ơi, con rã ra đây rất là nhiều năm rồi. Nếu như bây giờ má cảm thấy rằng đã đủ rồi, thì thôi, má đừng kêu con ra đây nữa. Còn nếu như má vẫn còn muốn thấy con ra mỗi ngày, thì con sẽ ra. Hôm nay con sẽ đốt cho má là 9 nén nhang. Và những người mà mình đã đốt nhang, mình cũng nói như vậy. Có lẽ hôm nay là cái ngày cuối cùng tôi ra đây. Không biết là có ra nữa hay không. Như những nén nhang này, có lẽ là nén nhang cuối cùng. Thời gian là 8 năm. Không phải chỉ 4 lần mình thấy rõ ràng như vậy, mà có rất là nhiều lần đã thấy. Những người đi qua, đi lại, xa xa thấy bóng người, chốc lát thì không thấy nữa. Nhưng bây giờ, đã 1 năm rồi mình không có đi ra mộ. Có lẽ là đó là một cái nơi mình không nên đi nữa, hay là những người đó đã buông mình ra rồi, không biết. Chuyện có thật hay không, tin hay không tin, nhưng chỉ có một điều: có những lúc mình muốn thấy người thân nhưng không thấy được, còn có lúc mình muốn thấy thì lại thấy nhiều hơn. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Câu chuyện có sợ hay không? Có nên sợ hay không? Đối với mình là không. Hôm nào rồi mình sẽ kể tiếp 2 ngôi mộ. Nhìn thấy 2 ngôi mộ đó có cái gì mà phải làm cho mình nhớ mãi?